luật sư xác nhận cựu vương Malaysia đã ly hôn người đẹp Nga. Luật sư gia đình Cô Ti En Hua tại Singapore cho biết trong một tuyên bố rằng thân chủ của ông, cựu vương Muhammad V và hiện là tiểu vương của bang NGK Antan, đã ly hôn cựu hoa hậu Masco Aksana Vovat Yin A vào ngày 22 tháng 6. Theo luật sư Câu, việc ly hôn được thực hiện theo một luật Hồi giáo được gọi là ba lần Talaqiu, trong đó người đàn ông có thể ly hôn vợ bằng cách nói từ Talaqiu, trong tiếng Ả Rập có nghĩa là ly hôn ba lần. Hình thức ly hôn ba lần Talaqiu được xem là nặng nề nhất theo luật Hồi giáo, vì cặp đôi không thể tái hợp trừ khi người phụ nữ cưới một người đàn ông khác, rồi sau đó lại ly hôn. Trong tuyên bố, luật sư Câu cho biết sau khi ông Muhammad nói từ ly hôn ba lần vào ngày 22 tháng 6, Tòa án Hồi giáo tại bang Cờ An Tan đã ra chứng nhận ly hôn vào ngày mùng 1 tháng 7 theo luật của Malaysia. Thay mặt ông Muhammad, chúng tôi mong sự riêng tư của ông ấy được tôn trọng, tuyên bố của luật sư nói. Tuy nhiên, trò chuyện với trang tin MAYAKINI, cựu hoa hậu Masco nói cô không biết gì về chuyện ly hôn. Cô cho biết đang ở Nga cùng con trai, và khẳng định rằng tin đồn trên mạng về chứng nhận ly hôn là hành động khiêu khích. Người đẹp Nga nói cô vẫn tin rằng ông Muhammad vẫn rất yêu cô và con trai. Nhưng chia sẻ với hãng tin Straits Times của Singapore, luật sư Câu nói không có bằng khách quan nào tới nay về cha ruột của đứa trẻ. Mối quan hệ của cặp đôi đã gây xôn xao kể từ sau đám cưới của họ hồi tháng 6 năm ngoái. Đến tháng 1 năm nay, ông Muhammad V đã gây bất ngờ khi tuyên bố thoái vị ngai vàng sau khi mới lên ngôi được 2 năm, trong khi nhiệm kỳ quốc vương luân phiên trong 9 tiểu vương tại Malaysia kéo dài 5 năm. Các nhà bình luận cho rằng quyết định thoái vị của ông Muhammad V, 49 tuổi, diễn ra sau khi đám cưới của ông với người đẹp Nga gặp phải sự phản đối trong chính các thành viên hoàng gia. Ông Muhammad từng có một đời vợ trước đó nhưng không có con. Cô Aksana, người kém chồng 22 tuổi, từng là người mẫu và chụp nhiều ảnh gợi cảm được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Kể từ tháng 6 năm nay đã xuất hiện nhiều đồn đoán về chuyện ly hôn của cặp đôi. Giữa lúc đó, cô Aksana đã mở một tài khoản trên Instagram, trong đó đăng tải nhiều thông tin và hình ảnh của cô và chồng, cùng con trai mới sinh hồi tháng 5. Tài khoản của người đẹp hiện đã có trên 400.000 người theo dõi. An Bình, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.